Ở câu 2D thì đề bài yêu cầu chúng ta tìm cái hệ nghiệm cơ bản của cái hệ vương trình tuyến tính thuần nhất mà nhận cái mặt trận B làm mặt trận định số. Thì chúng ta có được chúng ta xét cái hệ vương trình tuyến tính thuần nhất nhận B làm cái mặt trận định số và nó có các ẩn là x1, x2, x3, x4 và chúng ta đi biến đổi sơ cấp cái mặt trận B. Thì biến đổi sơ cấp mặt trận B chúng ta thấy nó chưa xuất hiện cái phần tử 1 hay là -1 để dễ biến đổi thì chúng ta sẽ đi nhân dòng 2. Chúng ta thấy là đây nó là -3, đây là -2 nên chúng ta sẽ nhân cái dòng 2 với cả -1 rồi chúng ta cộng vào dòng thứ nhất. Nhân dòng 2 với -1 rồi cộng vào dòng thứ nhất. Thì chúng ta thấy là chúng ta thu được đấy là -2 mà nhân với cả -1 thì nó bằng 2, 2 -3 thì bằng -1. 0 mà nhân với cả -1 bằng 0 mà cộng với 5 thì bằng 5 này. 2 mà nhân với cả -1 thì bằng -2 mà trừ đi 2 thì bằng -4. Và tương tự thì chúng ta cũng thu được đấy là -1 à -4 mà nhân với cả -1 thì bằng 4, 4 trừ 3 bằng 1. Sau khi mà đưa cái ma trận B về biến đổi sơ cấp về được một cái ma trận mà có chứa phần tử 1 ở phía cái trên cùng như thế này thì chúng ta biến đổi tiếp. Chúng ta đi biến đổi sơ cấp tiếp. Thì chúng ta lấy cái dòng dòng 1 mà nhân với cả -2 rồi cộng dòng 2 để triệt tiêu cái phần tử -2 đi. Tương tự chúng ta lấy cái dòng 1 mà nhân với cả -5 rồi triệt tiêu phần tử -5 này đi. Thì khi đó chúng ta thu được về ma trận có dạng như ở trên này. Và tiếp tục thì chúng ta thấy là hai cái dòng cuối thì chúng ta thấy là nó tỷ lệ với nhau. Thì chúng ta lấy là cái dòng dòng thứ hai mà nhân với -2 rồi chúng ta cộng vào dòng thứ ba thì chúng ta thấy là cái dòng cuối sẽ bị triệt tiêu đi. Và khi này thì đưa về được một cái ma trận hình thang và có hai dòng khác không nên là hạ của ma trận B sẽ bằng 2. Thì từ cái ma trận hình thang cuối cùng chúng ta sẽ đi khôi phục hệ vương trình thì chúng ta có được cái trừ x1 này cộng với cả 5x2 trừ đi 4x3 và cộng x4 thì nó sẽ bằng 0 và trừ 10 cộng với cả 10x3 và trừ đi 6x4 sẽ bằng 0. Mà chúng ta chuyển hết các cái nghiệm x3 và x4 sang phía bên bên phải dấu bằng thì chúng ta thu được hệ vương trình ở đây. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ gán cái alpha, gán alpha cho x3 và gán beta cho x4 và với mẫu alpha beta thuộc R thì chúng ta thay vào hệ hệ vương trình ở trên này thì chúng ta thu được đấy là hệ vương trình đây và chúng ta giải ra được cái nghiệm theo alpha x1 x2 theo alpha và theo beta. Và từ đây chúng ta có thể kết luận được cái nghiệm tổng quát hệ vương trình lúc này sẽ là x1, x1 sẽ bằng alpha trừ 2 beta, x2 sẽ bằng alpha trừ đi 3 phần 5 beta, x3 bằng alpha và x4 bằng beta. Và trong trường này là với mọi alpha beta lúc này nó thuộc R. Và tiếp đó chúng ta sẽ đi tìm cái hệ nghiệm cơ bản của hệ vương trình này. Thì chúng ta thấy là như biến đổi trên thì chúng ta có được là hạng của mặt trận B thì bằng 2. Hạng của mặt trận hệ số bằng 2 nên là số nghiệm trong hệ nghiệm cơ bản lúc này sẽ là bằng 4 trừ 2 bằng 2. Trong đó 4 ở đây chính là số ẩn. X1, x2, x3, x4 là số ẩn và trừ đi hạng của ma trận B là bằng 2 và nó sẽ số nghiệm trong hệ nghiệm cơ bản nó sẽ bằng 2 nghiệm. Chúng ta sẽ đi cho alpha bằng 1, cho beta bằng 0 thì chúng ta thay vào cái nghiệm tổng quát chúng ta thu được P1 sẽ bằng 110. Thay vào đây thay alpha bằng 1 và thay beta bằng 0 thì chúng ta thu được là 1110. Và tương tự chúng ta thay alpha bằng 0, beta bằng 1 vào cái nghiệm tổng quát thì chúng ta thu được cái là -2, -3 phần 5, 0 và 1. Thì chúng ta thấy là các cái thành phần tọa độ của cái P1, P2 nó không tỷ lệ với nhau. Do đó mà hệ vector P1, P2 lúc này sẽ độc lập tuyến tính. Và nó độc lập tuyến tính cho nên là nó chính là một hệ nghiệm cơ bản của hệ vương trình.